Xôn xao thông tin C03 vào cuộc điều tra lùm xùm từ thiện lũ lụt ở miền Trung. Ngày 20 tháng 9, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin về việc Cục C03 Bộ Công an vào cuộc điều tra về lùm xùm liên quan đến việc từ thiện lũ lụt. Ngay sau khi được đăng tải, thông tin này đã thu hút rất nhiều ý kiến của cư dân mạng, trong đó đa số ý kiến nghiêng về phía cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra, làm rõ những lùm xùm liên quan đến việc minh bạch từ thiện. Liên quan đến thông tin này, chiều ngày 20 tháng 9, lãnh đạo Cục C03, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Bộ Công an cho biết đơn vị chưa vào cuộc điều tra về lùm xùm từ thiện liên quan đến lũ lụt. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều nghi vấn về vấn đề thiếu minh bạch trong giải ngân tiền từ thiện của các nghệ sĩ. Thậm chí một số nghệ sĩ kêu gọi từ thiện hàng trăm tỷ đồng bằng tài khoản cá nhân. Và đến gần đây, dư luận vẫn băn khoăn về tính minh bạch khi nghệ sĩ giải ngân số tiền lớn này. Trước đó, vào tháng 5 năm 2021, nghệ sĩ Hoài Linh cũng thừa nhận chậm giải ngân số tiền 14 tỷ đồng mà trước đó đã kêu gọi để hỗ trợ người dân miền Trung. Hoài Linh cũng đứng ra kêu gọi tiếp nhận từ thiện từ tháng 10 năm 2020, nhưng đến tháng 5 năm 2021, sau một số lùm xùm trên mạng, nghệ sĩ Hoài Linh mới thừa nhận chưa giải ngân số tiền này và cùng ekip mình giải ngân cấp tốc số tiền này. Ngày 6 tháng 9, bên lề cuộc họp báo chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an chia sẻ với báo chí, nếu có dấu hiệu của việc chiếm đoạt tài sản là tiền, hàng từ hoạt động quyên góp ủng hộ thì cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý với tội danh là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.